Thì anh em, hôm nay mình sẽ review nhân vật gọi là hot nhất cái đợt Eternals này. Đó chính là Gilgamesh. Thằng này thì là một con quái vật trong PvP luôn. Nhưng mà nó có một số điểm trừ mà mọi người sẽ phải lưu ý khi mà nâng nó lên. Clip này mình sẽ review nó và mình sẽ nói về cái điểm trừ và cách khắc phục nó luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đọc qua thông tin về Gilgamesh trước. Sau đó mình sẽ làm. Thằng này thì phải chơi mua mất là 4.400 crystals bằng cái pack của nó. Xong rồi sẽ được lại 1.000 crystals. Anh em mua lấy crystal đấy, mua uniform luôn là vừa khít đúng không? Đây, uniform của mình nhá, thì đang là Heroic. Mình có hai cái HP ở đây, đó là Silver Surfer và Human Torch. Uniform effect của nó thì nó sẽ cho basic defense cho tất cả Eternal Allies nhé, là tăng phòng thủ là 35% này, trên hết damage là 15% và giảm damage khi nhận vào của effect đó là 80% cộng với cả physical effect, rất là ngon. CTP regen mình đang dùng cho thằng này mình nghĩ là dùng cái này là ok nhất, tại vì nó sẽ trâu chó hơn. Sau này khi mà mình có regen nữa, mình sẽ dùng reforge của nó lên, nó sẽ càng ngày càng trâu chó và bất khả chiến bại luôn. Rồi, artifact, mình cũng đang lắp cho nó artifact của thằng này luôn. Đó là khi mà nó chết, nó máu nó dưới 25% á, nó sẽ hồi 50% cộng với cả là increase max HP, tăng max HP lên là 45%, cực kỳ trâu chó. Đáng lẽ ra mình nên lắp cho nó cái trên cùng này, nó tăng enemy lên leadership. Thôi mình đập luôn cũng được nhỉ. Đây, nó sẽ đổi cái này thành tăng leadership. Nhưng mà nó sẽ đổi cái Justice Inscript của mình lên. Thằng này là nó là Order, cho nên là khi mình đổi như vậy cũng khá là rẻ hơi. Thôi mình để nguyên vậy. ISOS thì mình đang là Overdrive. Mình nghĩ là anh em nên đập cho nó một bộ ISOS mà dùng để tăng tấn công, tại vì thằng này đánh tấn công khá là yếu. Rồi, skill thì lát nữa mình sẽ đọc gear nhé, thì mình sẽ để tất cả đây là HP với cả Physical Attack. Khá là đơn giản và không có gì đặc sắc cả đúng không? Về skill này, skill thì leadership thằng này có tăng defense, passive này thì có tăng defense cộng với cả khi mà nó dưới 99% máu á, nó sẽ hồi liên tục luôn, rất là châu chó. Chiêu số này, chiêu passive á, thì nó có skill damage, bonus damage rất là cao và giảm damage hiện vào là 45%. Số 1 thì nó có ignore defense, ignore iframe. Số 3 thì nó có reflect nhưng mà nó không hiện ở đây, mình nghĩ vậy. Và nó có cả hồi accumulation nữa. Số 4 này thì có đập liên tục này. Số 5 này thì có hồi máu và tăng attack. Thằng này thì nhìn skill nó có vẻ là đi được PvE, nhưng mà mình nghĩ là những thằng như này anh em cứ cầm vào đi PvP cho lạnh, chả có tội. Tức là đập hết cỡ lên đi, đi PvP cho ok, chứ nó không có quá là khỏe ở PvE đâu. Đó, thì thằng này máu hiện tại của mình là 108.000. Khi mà tháo ra khỏi team này nó sẽ là 106.000. Đấy sẽ ngang ngửa với cả Sentry của mình luôn. Và mình nghĩ là thằng này của mình sẽ còn tăng được lên nữa nếu mà mình lắp cho nó một cái Mighty CTP Regen. Đó, bây giờ mình sẽ cầm thằng này vào team này để đánh luôn. À, quên mất nữa là thằng này á, anh em có thể đặt khá là nhiều team đa dạng được. Đây là team mình sẽ dùng, đó là mình sẽ dùng nó là Lead. Nó sẽ tăng Defense. Rồi Cersei sẽ cho nó là 30% Attack cộng với cả Remove Debuff. Rồi Ebony Maw sẽ cho nó là tăng damage và giảm damage lên Universal Type. Anh em cũng có thể đặt team như thế này. Đây, để lấy dùng Sentry để tấn công. Và Gilgamesh sẽ phụ, hoặc là một trong hai thằng này phụ nhau. Rồi cũng có Remove Debuff của Sentry. Hay là anh em có thể đặt một team như thế này cũng ok. Tăng attack lên, thằng này rất là cần attack nha. Đó, anh em cũng có thể dùng Mercury ở đây. Đó, tại Mercury ấy, là một con đánh PvP cực kỳ ghê luôn. Mình dùng Mercury nhiều khi đánh khỏe hơn cả Sentry của mình luôn. Nhưng mà chưa thấy ai review về nó cả. Mình sẽ lát nữa, nếu mà quay clip ấy, mình thấy ổn ổn đó, mình cũng sẽ cầm Mercury vào luôn. Hay là mình cầm luôn cũng được nhỉ. Để mình thử cầm Mercury trận này nhé. Xem nào. Ebony Maw. Đây, mình sẽ cần Ebony Maw để giảm damage nhận vào. À, nếu như này thì không sao. Mình sẽ cầm đánh thằng Captain America này luôn. Trên cùng đang là thằng Cao, không thể nào chơi được với nó. Rồi, mình sẽ để cho nó auto play luôn này. Cái thằng này điểm trừ của nó ấy là mặc dù nó rất là trâu chó, nhưng mà nó attack, cái tấn công, khả năng phần tấn công của nó rất là yếu. Đó, thứ hai nữa
trận này thì có vẻ ok, nhưng mà nhiều khi ý, mình tối hôm qua do mình chơi thua rất là nhiều khi mà dùng Gilgamesh, tại vì mình để auto play như này và mình vừa tấn công vừa vừa đánh với đối phương á, mình sẽ bị máu, mình sẽ bị hồi chậm hơn so với lại mình đứng im, khá là dị. Lát nữa mình sẽ cho anh em xem, nhưng trận này đang là rất là ok này. Thử Smuggery nhá, Smuggery này. Thế xong trận luôn, thấy chưa? Mercury cực kỳ khỏe luôn, và mình chỉ cần dùng chiêu số 3 với kẻ chiêu số 5 thôi là mình có thể quét được toàn bộ cái team của đối phương luôn. Rất là ok. Bây giờ mình sẽ tìm một đối thủ khác thay vì là thằng này. Để mình cho anh em xem cái điểm trừ của nó luôn. Kiếm thằng nào có Sentry xem nào. Thử thằng này đi. Để cho anh em thấy cái điểm trừ của Gilgamesh, đó là nhiều khi mà mình gặp thằng là trâu á, mình cứ đứng đấy mình đánh mãi không xong. Thằng này có hơi ít máu, có khi lại không sao, có khi lại ok. Xem nào, lại ok rồi. Trận này lại dễ rồi. Hôm qua mình gặp thua, đánh thua mãi mà hôm nay đến lúc làm clip thì lại toàn thắng, là thế đéo nào. Dị vãi. Mercury nhá. Đây, chó. Con Mercury này có cả chiêu số 5 và chiêu số 3 của nó đều có rất là nhiều iframe, rất là ok luôn. Đấy chưa, nó khỏe vãi trưởng luôn ấy. Nhưng mà đoạn này hơi Sida, phải đợi. Đúng rồi, cứu em. Cứu em. Đấy, sống, đây đủ, đã chết rồi. Thôi, cho Gilgamesh solo với cả Dr. Doom. Đủ, thấy chưa? Quá là đơn giản luôn. Trâu vãi. Đấy, xem này, hồi máu yếu này đúng không? Đang bị Sida này, nhưng mà đây, hồi máu. Đó, sắp chết rồi. Đây là khi mà mình để đấy nhá, cho mình đứng im này, đứng im cho anh em xem. Ấy, chết rồi. Thôi đánh tí đánh lại. Có vẻ đang khá thuận tiện cho nên mình sẽ mang vào đánh chính luôn. Hôm qua mình thua tận 3 trận khi mà dùng Gilgamesh, thấy chưa? Cho nên là anh em thấy là mình thua khá là nhiều do mình chơi ngu. Bây giờ mình sẽ đập thay Mercury bằng Cersei, tại vì mình cần cái remove debuff, với cả nó cũng Cersei cũng ok, cũng có cái artifact vào. Cersei cũng khỏe lắm. Rồi. Mình sẽ tìm một thằng nào đấy, không chơi thằng này được, thử thằng này đi. Tưng 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 tưng. Đứng im nhá, nhìn máu nó hồi này. Không bao giờ máu mình bị tụt quá luôn. Đấy, thôi, chết rồi, chơi đi. Đó, mình sẽ phải dùng tay một chút, tại vì con này auto á, nó không có đáng tin cậy lắm. Rồi, dùng 6 đi. 6 đi con. Đó, thắng ảnh. Trâu vãi đúng không, anh em thấy không? Mà nếu mà mình đang dùng Sentry ở đây á là mình chết rồi. Tại vì không bao giờ có chuyện mà mình ăn được từng đấy đòn mà không sao cả. Thằng này thì nó đứng im một chỗ cho đối phương thích làm gì thì làm luôn. Thử xem có reflect không nào. Ấy, xong rồi, toàn tự đánh luôn, khốn nạn thế nhỉ. Đó, khá đơn giản. Và thứ hai nữa là thằng Gilgamesh của mình hiện tại đang là trong danh sách nhân vật được ưu tiên, cho nên mình cũng được thêm ít điểm khi mà chơi bằng thằng Gilgamesh này. Rất là ok. Chết. Đấy, kiểu như máu lúc nào nó cũng hồi liên tục á, không giảm xuống dưới khoảng 70-75% đâu, thấy chưa? Nhất là khi gặp đối phương mà yếu á. Hôm qua mình gặp đối phương khỏe thì mình lại chết khá là nhiều. Lát nữa mình sẽ cố tình tìm thằng nào khỏe đánh cho xem nào, xem sao. Thì đứng im nhá. Con chó yếu đuối. Rồi, này Icarus. Dùng 5 đi em. Anh kiểu không có lo chết lắm. Đó, xong trận, thấy chưa? Thử xem thằng này có bị refresh không nữa. Không bị reflect nhỉ, mình tưởng có reflect cơ. Khá là dị, chả hiểu nữa. Ok, bây giờ mình sẽ thử tìm thằng nào khỏe khỏe tí để cho thấy cái điểm yếu. Chứ nãy giờ lại thấy khỏe quá, anh em lại tưởng là nó khỏe. Thực ra thằng này không khỏe đến mức đấy đâu. Mình phải tìm thằng nào khỏe khỏe để mình đánh đã.
Thằng này khỏe không? À, thử đến thằng Khao này đi, xem sao. Biết đâu đấy lại 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 thắng. Được cái đến thằng này khá là vui, mình thấy là dùng thằng này cũng hay hay. Nhất là sau khi mình dùng Sentry được cả bao nhiêu lâu nay rồi đúng không? Đủ, đánh đủ. Đủ, đủ, đủ. Đấy, anh em thấy là máu nó hồi không kịp đúng không? Máu nó hồi lên rất là chậm luôn. Cuối cùng Cersei lại giết được Doom, khá là kinh. Ê, đêm này. Đó, bây giờ mình sẽ thử cùng đánh thằng Khao như này, và mình sẽ dùng cái chiêu kia mà mình nói xem là liệu nó có ổn hơn không nha. Tại vì mình thấy là thằng Gilgamesh này, nếu mà mình để auto để nó đánh liên tục á, máu nó sẽ hồi yếu hơn. Nếu mà mình để như này, mình tắt auto đi và mình đứng im như này, máu nó sẽ hồi tốt hơn. Đó, thấy không? Và mình không bị chết. Mình đoán vậy. Nếu đối phương khỏe quá thì chắc cũng chết thôi. Đó, thấy không? Đó, bây giờ mình dùng súng 5. Nếu mà còn tình trạng chơi mà thì nó gần chết á, mình dùng súng 5 để mình hồi máu. Xong rồi mình dùng 6 là mình xong trận. Đấy chưa? Đó, tức là mình sẽ không có dùng để nó auto nữa. Tại vì nếu mà mình auto như lúc nãy á, mình sẽ bị chết. Tại vì bị đối phương nó máu rút máu nhanh hơn, và máu mình cũng hồi chậm hơn. Đấy, mình sẽ hồi liên tục như này. Đó, và mình dùng số 5 thì thật là dùng số 5 á, mình sẽ hồi tốt hơn. Bây giờ mình dùng số 6 là xong trận. Đấy chưa? Đây là cách mình chơi để mà đánh những thằng khỏe như này. Xem là Sentry là thằng gì mình không? Đây, khéo chết giờ. Dùng 5 đi, dùng 5 đi. Ờ, chết rồi, chán ê. Chán ê. Nhưng mà anh em hiểu ý mình rồi đấy, mình sẽ đến tìm thằng khác để mà mình chơi lại cái trò này cho anh em xem. Đó thì mình, tức là cái thằng này nhá, mình sẽ nói lại, đó là khi mà chơi á, đứng im cho đối phương đánh. Nếu mà đối phương rút máu hơi cảm thấy sợ quá thì dùng số 5, chiêu 5 để hồi lại máu. Còn sau đó đứng đấy đợi đến khi nào mà chiêu số 6 hồi xong, ấn số 6 là đối phương sẽ bao chết luôn. Rất là hay ho. Mình sẽ được thử đánh ông Việt Nam để xem nào. Trong nick có vẻ, cái team có vẻ không có khỏe quá, mình sẽ đợi xem sao. Đứng lại nhá, đứng im một chỗ như này. Đấy, hồi máu. Dùng 5, khỏe vai. Ông này dùng CTP gì đấy? Cái này CTP gì đấy? Lát nữa mà xem, mình vẫn chưa quen đọc mấy cái này đâu. Ok. Đủ, dân Việt Nam khỏe nhá. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. CTP of Rage. Trời ơi, CTP of Rage. Bị thằng cầm Rage nó giết cho nhục chưa. Mình đã bảo rồi, thằng Sentry này dùng cái mẹ gì nó cũng khỏe cả. Lắp Rage hay lắp Energy nó cũng đi PvP ngon lành thôi. Ghê vãi đủ mà. Được rồi, để mình thử đặt dùng cái này xem nào. Mình siêu cao nha, mình để Cersei như này ra, xong mình thay team như này. Thì khi mà Cersei mình được đập vào như vậy á, nó sẽ có chiêu số 6 nó trên auto, trên gọi là gì nhỉ, hồi chiêu luôn. Còn khi mà mình đủ khỏe đấy, khi mà nếu mà thằng này chết á, con Cersei này nó sẽ dùng được chiêu số 6 hai lần liền. Rồi, xong, thắng. Sang đến Dr. Doom. Doom, Doom, Doom. Dùng 6 đi em. Ngày xưa mình rất là sợ Doom. Mình đi gặp đánh Thay bắt đầu gặp Doom á, mình sợ lắm. Tránh như chó, bị chó đuổi luôn. Đủ. À đủ. Sơ xì cắn đi con. Đó, khi mà mình có chiêu như này nhá, mình nếu mà chết á, mình lại có hồi lại tiếp đấy chưa. Mình dùng được cái chiêu đấy hai lần liên tiếp luôn. Rất là ok. Anh em nên để một số mấy cái tip như vậy, mình đánh thằng này bắt đầu á, nó sẽ an toàn hơn và mạnh khỏe hơn. Bây giờ mình sẽ làm một trận nữa ở trong đánh này của mình, và mình sẽ xong clip thử một team bất kỳ. Thằng này có vẻ khỏe, sau này thằng này cũng đứng top mấy lần rồi này, mình sẽ thử xem. Mình vừa ngủ dậy, thực ra mình dậy từ 7 giờ nhưng mà mình chưa có làm gì hay ho.
kiểu chưa có chuẩn bị gì hết, cho nên là giọng mình sẽ kiểu hơi ngái ngủ một chút. Thằng Sechin này có vẻ yếu nhỉ. Cũng đang dùng regen thì phải. Từ bây giờ mình cầm Gilgamesh như này là mình cũng khá là yên tâm, mình không có sợ thua nữa. Ngày trước mình chơi là mình thua khá là nhiều, nhất là khi gặp những thằng khỏe hơn. Bây giờ thì mình châu chó như này mình không có sợ thằng bố con thằng nào cả. 5. Đó, không hiểu sao lần này hôm nay mình làm clip thì nó lại khỏe hơn bình thường. Nhưng mà mình vẫn muốn nói lại là thằng này nó phòng thủ khỏe nhưng tấn công nó rất là yếu. Anh em chơi nên lưu ý. Mình có thể là ngon quá. Chia chu gì giờ này. À, ôi cần à, đủ ngon đấy. Mình có thể ưu tiên đập cho nó một số cái những thằng nào tăng attack, ví dụ như là Icarus, Athena, hay là thậm chí mình không biết nữa nha, nhưng mà có thể lắp cả những con như kiểu là con này lên này. Đó. Để nó tăng cái damage lên. Ok, thì đó mình đã review cho anh em Gilgamesh, thực sự quá là khỏe luôn, nhưng mà khi anh em nâng lên á, lúc đầu chơi á có thể nó sẽ không có đủ tấn công khỏe để đánh đối phương đâu, anh em nên lưu ý một chút. Clip này thì mình khá là may mắn và mình đánh trận nào cũng thắng, nhưng mà hôm qua mình đánh thua trận 3 trận liền. Cho nên anh em lưu ý nha. Ok. Đó là tất cả những gì mình muốn nói. Anh em nào có Gilgamesh rồi có thể comment phía dưới để những người khác cũng có thể đọc được cái kinh nghiệm. Thank you anh em. Bye bye.